Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Carbovit. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về các bột vít cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: than hoạt tính, canxi carbonat, tri canxi phosphat, cam thảo, mộc hương. Dạng bào chế: viên nén. Công dụng: hỗ trợ giảm tiêu chảy, đầy bụng, ợ hơi, ăn không tiêu. Chỉ định. Người bị đầy bụng, ợ hơi. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn, mỗi lần 2 đến 3 viên, ngày 2 đến 3 lần. Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, mỗi lần 2 viên, ngày 1 lần. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược phẩm Đại Y. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Carbovit, đồng thời biết cách sử dụng Carbovit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.